Nhắc đến con trâu là ai cũng nghĩ đến loài vật to khỏe, giúp người nông dân làm những công việc nặng nhọc, vất vả. Nhưng... Không, không, ông cầu ở Liệu không phải đi cày đâu, chỉ có ăn mới ngủ mới tập luyện thôi. Ở xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, trâu chẳng phải cày bừa, chỉ việc ăn ngủ, nghỉ, được tắm rửa sạch sẽ, được chăm sóc kỹ càng. Người dân nơi đây còn đặc biệt gọi những ông trâu ấy là ông cầu. Ông cầu thì để cho cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho coi là con người được mạnh khỏe, mọi sự coi là bình yên. Khi trâu ở Hải Lựu đã được tuyển chọn là một ông cầu thì tuyệt đối là không được cho đi cày kéo và không được cho đi thả xa, không được coi là để trâu coi là húc nhau trước lễ hội. Vậy thì mỗi gia đình đều có một ông cầu hay sao ạ? Cả xã mới có 20 ông cầu thôi. Đang nuôi ông cầu này thì là 17 hộ gia đình cùng chung nhau nuôi một ông cầu. Một ông cầu đạt được tiêu chuẩn ấy thì là sẽ phải phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ? Trâu là phải trâu cả, màu đen. Cái thứ hai nữa là phải đủ cái số vanh của vòng ngực là 210 trở lên. Đấy, cái ngoại hình đẹp. Một ông cầu đẹp thì cái thứ nhất là có cái mình trắng, chân thì đẹp thì móng phải móng hến. Bản sừng là phải to, đấy, mắt nhỏ, mi dài. Thức ăn dành cho ông trâu ở đây là ngô, khoai, cỏ, rồi còn cả mía và mật. Thức ăn vừa phải đầy đủ dinh dưỡng và vừa phải có số lượng nhiều hơn những trâu bình thường. Riêng ông cầu ăn rất là nhiều. Cái năm 2002, chúng tôi là 35 hộ, điều kiện khó khăn lắm. Cỏ gia đình không thể nuôi một mình được. Thì thôi mỗi hộ nuôi 2-3 ngày, sau lại chuyển sang hộ khác. Bây giờ thì điều kiện nó khác hơn trước. Như hiện nay gia đình tôi hàng gần mẫu cỏ. Nuôi ông cầu thì nó phải tâm huyết. Ăn, uống, làm sao nếu dụ mà kém ăn là mình phải theo dõi, phải biết được. Đấy, là hai nữa là cái sở trường từng con, không phải con nào cũng giống con nào. Nuôi rồi mình mới nắm được, mình mới biết được cái con trâu nó tính tình. Như con trâu của nhà tôi đấy, kể cả khi tôi về, tôi xe máy nó về đến nhà là nó ngóng rồi, nó biết tôi rồi. Khoáy lệch là nó hay cáu, nó như con người thôi, cái tính nết của nó. Thế bình thường nó hiền lắm, cháy khoáy cái mà cáu là không kể. Thì từ đấy mà ra thì chúng tôi mới thích để chúng tôi mới, chọn mua con trâu này. Mình thích con nhá. Có những ông trâu rất nghe lời chủ, nhưng cũng có những ông trâu khá bướng bỉnh. Giáo bộ chúng tôi là có 11 gia đình tham gia. Ông trâu này là hiện giờ này là năm nay là 11 tuổi. Muốn cho đi đầm hoặc là đi tập thể dục thì cũng phải là ngó xem là có ông trâu nào buộc đấy không, thì mới dám dắt ông trâu này đi. Chú ơi, thì chú có thường xuyên cho ông cầu đi tập thể dục như thế này không ạ? Có, sáng thì dậy sớm, khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ tập thể dục, cho đến khoảng độ 6 giờ 6 rưỡi thì về là cho nghỉ ăn uống xong thì đến chiều lại mát mát lại đi. Cái ông trâu của nhà chú là nó rất thích chơi với bùn. Thì cứ nhìn thấy bùn là muốn là lao ra là lăn lộn rồi, coi như là một cái bài tập thể dục của nó. Bao đời nay, dù có đi cày hay không thì ông trâu vẫn gắn bó bền chặt với cuộc sống của người dân Việt như vậy. Trâu như người bạn, nuôi dưỡng niềm vui tinh thần cho con người. Và ở Hải Lựu, ông cầu còn là niềm tin, niềm hy vọng của mỗi người dân.